chào con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình chia sẻ cho bà con về cái bệnh mà chết nhanh, éo rũ nhanh trên cây chanh dây. Thì cái bệnh này hiện tại nó rất là phổ biến ở bà con nông dân chúng ta. Một cây rất bình thường nhưng mà nông dân chúng ta nhìn ra vườn phát hiện thì nắng lên tầm khoảng 9 đến 10 giờ trưa bắt đầu cây nó héo rũ và héo úa. Thì qua cái bệnh này nó có rất nhiều nguyên nhân và tùy theo những cây trồng mà có những cái bệnh khác nhau. Thì với cái bệnh như trên vườn mình đang quay cho bà con xem thì cái cây này thuộc bệnh đó là rối loạn dinh dưỡng sinh dưỡng. Nhất là theo cái khảo sát của mình thì mình hỏi nông dân thì nông dân bỏ rất nhiều phân hóa học khiến cho cái bộ rễ cây nó nóng lên và nó không hút dinh dưỡng, thì nó làm rối loạn cái hệ dinh dưỡng của cây thì làm cây nó chết đi. Thì qua hỏi nông dân thì nông dân bỏ tùm lum phân hóa học. Thì hiện trạng kiểm tra thì trên thân thì cũng không có cái vết mà côn trùng kết thúc như là sau đục thân, và dưới gốc thì cũng không có những cái vết nấm sâu bệnh gì hết. Thì qua kiểm tra thì bộ rễ mình đã moi hết lên thì thấy lượng phân hóa học rất là nhiều. Thì với cái vườn này mình khuyên bà con nên có chế độ bón phân hợp lý, không nên bỏ quá nhiều cái này và quá nhiều cái loại phân khác. Thì với cái vườn mình đang quay cho bà con xem thì bệnh rất là nhiều. Thứ nhất là nấm nè, thứ hai là côn trùng chích thúc, thứ ba đó nghĩa là bị bệnh tóp trái, mềm trái. Thì với gần tới mùa mưa này thì rất là tạo điều kiện cho côn trùng gây hại trên cây chanh dây. Thì qua cái vườn này mình kiểm tra và hướng dẫn cho bà con về những cái loại thuốc mà để phòng trị cái mùa mưa sắp tới. Thì mình khuyên bà con là nên kiểm tra hiện trạng vườn để phòng. Thì với cái gốc chanh này mới có 9 tháng tuổi thôi, gốc rất là xanh và đẹp. Nếu bạn nhìn thấy mình moi hết kỹ rất là nhiều nhưng mà tìm không có những cái vết nấm Fusarium hay là Phytophthora thì hai cái nấm này thì không có. Thì kiểm tra thì một lần nữa mình khuyên bà con hãy thường xuyên thăm vườn để kiểm tra tất cả các loại bệnh trên cây để chúng ta đưa ra những cái biện pháp mà khắc phục. Và nếu bà con nào chưa có kinh nghiệm thì vui lòng gọi đến điện thoại số điện thoại dưới để tư vấn cụ thể hơn. Thì đây mình quay toàn bộ cho bà con xem về cái vườn chanh úc này. Đó, chanh úc là chín hết vườn rồi nhưng mà trái rất mềm và bị côn trùng kết thúc rất là nhiều. Thì mình khuyên cho nông dân là thứ nhất là phun thuốc côn trùng mũi, cái thứ hai là phòng bệnh thuốc nấm, một số là thuốc nấm, và bón đồng thời là bón phân hữu cơ vi sinh, không bón hóa học nữa. Thì qua clip này bà con cứ xem về quy trình mình thăm vườn và tư vấn bà con nông dân khi mà loại chanh úc này nó bị bệnh. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.